Chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài miền Nam thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2021. Xổ số miền Nam hôm nay có các đài Thành phố Hồ Chí Minh, đài Đồng Tháp và đài Cà Mau. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Kết quả quay thử xổ số miền Nam: giải 8, đài Thành phố Hồ Chí Minh 68, đài Đồng Tháp 82, đài Cà Mau 04. Giải 7, đài Thành phố Hồ Chí Minh 635, đài Đồng Tháp 924, đài Cà Mau 809. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn và chọn được cho mình những cặp số đẹp trong ngày hôm nay. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn.